À, ta tiếp tục bài học hôm nay các anh chị. À mà liên tục. Đây tôi tóm tắt nhanh cái phần lý thuyết. Chúng ta cũng dành thời gian làm cái bài tập về phần hàm liên tục ha. Thì nội dung lý thuyết nó có một số cái phần sau đây. Bây giờ các chị xét đồ thị C có phương trình y bằng fx. Bây giờ vấn đề chúng ta quan tâm là xem thử cái đồ thị này nó là một đường liền hay là đường bị đứt. Bây giờ ví dụ cụ thể là các chị quan sát điểm M đi. Giả sử điểm M này có hoành độ là x0. Hoành độ là x0. Thì quan sát trên đồ thị chúng ta thấy đồ thị C tại điểm M là một đường liền. Liền ở đây là liền nét, giống như mình đặt cây bút mình vẽ, mình phác họa. Mình vẽ hoài, mình không có dở cái bút lên ha. Đi qua điểm M. Thì lúc này đồ thị C tại điểm M người ta gọi là một đường liền. Ha. Liền nét. Nó ngược lại với cái chuyện mà đường liền nét như vậy đó, thì ngược lại thì nó ra sao? Ngược lại hình ảnh ra sao? Cái định nghĩa thì cái khái niệm mà tôi đang ôn tập chỗ này thì thật ra lớp 11 đã có rồi, chỉ có ý mới tí nữa mới có ý mới. Thì đồ thị thứ nhì, tôi gọi là đồ thị H đi, có phương trình y bằng rx. Nó có nhánh bên phải tại zero đây, nhánh bên trái tại zero đây, và rõ ràng các chị thấy rằng là nó khác với cái trường hợp ra nó chỗ là bây giờ nó bị đứt rồi. Ha, đồ thị nó bị đứt tại điểm N. Trong cái trường hợp mà đồ thị là một đường liền như thế này đó, thì cái hàm số fx, hàm số f người ta gọi là liên tục tại x0. Như vậy hàm liên tục có nghĩa là đồ thị của nó là một đường liền nét ha, tại điểm x0 tương ứng. Còn trong trường hợp đồ thị bị đứt như thế này thì hàm số tương ứng là hàm r đây, người ta gọi là gián đoạn tại x0. Gián đoạn tại x0. Rồi. Bây giờ vấn đề đặt ra là một hàm liên tục tại x0 khi nào? Thì trong sách giáo khoa lớp 11 chúng ta đã có cái định nghĩa tương đương với lim fx x tiến về x0 bằng f tại x0. Tức là chúng ta đi kiểm chứng xem cái đẳng thức này nó thỏa mãn hay không. Và nếu mà diễn đạt dưới cái ngôn ngữ mà giới hạn một phía, thì chúng ta biết rằng là tương đương với lim fx x tiến về x0 cộng bằng lim của fx x tiến về x0 trừ và bằng f tại x0. À, như vậy định nghĩa này thì chúng ta thấy là không mới ha. Định nghĩa này là cũ rồi. Cái nào cũ thì chúng ta nói cũ, còn cái nào mới thì mới. Còn gián đoạn tại x0 có nghĩa là không liên tục ha. Khi và chỉ khi là r là không liên tục. Không liên tục tại x0. Và không liên tục khi nào? Khi và chỉ khi đẳng thức kiểu như này là không thỏa mãn ha, không xảy ra thì được gọi là liên tục. Cho là trường hợp này thì liên tục, còn nếu mà đẳng thức này không xảy ra, ngược lại với liên tục người ta gọi là gián đoạn. Tôi vừa nhắc lại cái định nghĩa có từ sách giáo khoa lớp 11. Thế thì trong chương trình toán cao cấp ở đây đó, thì phần hàm liên tục nó có gì mới, những cái ý mới nè. Những cái ý mới. Ý mới thứ nhất là chúng ta để ý vẫn các cái bài toán về hàm liên tục, nhưng mà xuất hiện các cái hàm lượng giác ngược. Để ý các cái hàm lượng giác ngược.
Thứ nhì là chúng ta sẽ có cái định lý hoàn toàn mới về hàm sơ cấp. Rồi có một cái định lý về giá trị trung gian. Và vấn đề mới hoàn toàn đó là phân loại điểm gián đoạn. Và chúng ta sẽ lần lượt đi vào các cái vấn đề mới nè. Nhưng mà như đã nói đó, giờ tôi tóm tắt lý thuyết luôn ngắn gọn rồi sau đó mình chúng mình làm bài tập. Trong cái bài giảng tuần số 1 thì các anh chị nhớ lại các cái hàm lũy thừa nè, hàm mũ nè, hàm logarit, hàm lượng giác, sin cos tan cotan, rồi hàm lượng giác ngược, arc sin, arc cos, arc tan, arc cotan. Thì năm loại hàm này người ta gọi là năm cái loại hàm sơ cấp cơ bản ha. Rồi từ năm loại hàm sơ cấp cơ bản này các anh chị dùng các cái phép toán cộng trừ nhân chia và phép lấy hàm hợp thì chúng ta sẽ thu được cái hàm người ta gọi là hàm sơ cấp. Thế thì chúng ta có cái định lý là hàm sơ cấp thì liên tục trên miền xác định. Hàm sơ cấp thì liên tục trên miền xác định. Như bạn nghĩ là sao? Vậy nếu fx là hàm sơ cấp, x0 là một điểm thuộc miền xác định của hàm thì kéo theo fx liên tục tại x0. Tại định lý khẳng định vậy mà. Định lý khẳng định là hàm số liên tục tại mọi điểm thuộc miền xác định. Liên tục trên miền xác định có nghĩa là liên tục tại mọi điểm thuộc miền xác định. Mà ở đây x0 là một điểm thuộc miền xác định, như vậy là f nó phải liên tục tại x0. Mà f liên tục tại x0 thì kéo theo cái gì? Liên của fx x tiến về x0 theo định nghĩa là bằng f tại x0. Và như vậy từ đây chúng ta suy ra một cái phương pháp để tính cái giới hạn của hàm sơ cấp. Đó là để tính liêm của hàm sơ cấp thì các anh chị thấy rằng là chỉ cần thay x bởi x0 thôi. Và cũng từ định lý này thì mình suy ra điều gì nữa? Đặt tên là định lý 1 đi cho nó dễ nói ha. Cũng từ cái định lý 1 đó thì chúng ta còn suy ra điều thứ nhì là gì? Fx là hàm sơ cấp thì các anh chị thấy rằng là gián đoạn, gián đoạn
thì thêm cái từ chỉ vào, thì fx chỉ gián đoạn tại những điểm mà hàm không xác định, tại những điểm mà fx không xác định. Liên tục trên miền xác định thì như vậy dẫn đến là chỉ gián đoạn tại những điểm mà nằm ngoài cái miền xác định thôi, tức là tại những điểm mà hàm số không xác định. Thì cái đó là định lý mới thứ nhất. Về định lý 2 còn được gọi là định lý giá trị trung gian. Định lý này nó còn có tên là định lý Kuzano-Kushi. Có hai ý các anh chị, trường hợp đặc biệt. Ý thứ nhất là A nhỏ là thật ra là một cái trường hợp đặc biệt đó. Nếu F liên tục trên đoạn AB và FA nhỏ hơn 0, nhỏ hơn FB, đặt ra tổng quát là FA nhân FB âm, thì tồn tại C thuộc khoảng AB sao cho FC bằng 0. Nói cách khác là phương trình FX bằng 0 có nghiệm trên khoảng AB. Cái kết quả này thì có sẽ cho qua lớp 11 rồi ha. Lớp 11 có cái ý A này rồi. Nhưng cái ý mới của mình là đây. Nếu F liên tục trên đoạn AB, tức là tổng quát hơn á, nhưng mà tổng quát chỗ nào thì đi tiếp tục nè. Nếu F liên tục trên đoạn AB và FA bằng A lớn khác với B là bằng B lớn bằng FB, nếu như vậy thì F nhận mọi giá trị trung gian giữa A và B. F sẽ nhận mọi giá trị trung gian giữa A và B. Nghĩa là với mọi gamma thuộc đoạn AB, dĩ nhiên chúng ta viết như thế này, với mặc định là A lớn nhỏ hơn B lớn, còn dĩ nhiên nếu mà B lớn mà nhỏ hơn A lớn thì mình hiểu là phải viết ngược lại ha các anh chị ha. Thì tồn tại x0 thuộc đoạn AB sao cho fx0 bằng gamma. Nhận mọi giá trị trung gian, nghĩa là như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên thật ra chúng ta lưu ý là cái điều này nó chỉ mang tính chất là nó hơi nặng về lý thuyết, còn khi mà áp dụng thì thật ra là chủ yếu là áp dụng trường hợp đặc biệt A nhỏ ha. Tôi đang tóm tắt ngắn gọn cái phần lý thuyết rồi mình làm bài tập.
Về cái khái niệm mới là phân loại điểm gián đoạn. Phân loại. Ở đây chúng ta gọi Ichiro là điểm gián đoạn của hàm F. Điểm gián đoạn của F. Tức là điểm mà tại đó hàm không liên tục. Thế thì ý thứ nhất, nếu lim của fx x tiến về x0 cộng và lim của fx x tiến về x0 trừ, cả hai giới hàm một phía này đều tồn tại và hữu hạn. Đều tồn tại và hữu hạn. Thì x0 được gọi là điểm gián đoạn loại 1. X0 được gọi là điểm gián đoạn loại 1. Điểm gián đoạn loại 1. Còn ngược lại cái ý A, ngược lại ý A. Ngược lại. Nếu lim của fx x tiến về x0 cộng. Cái chỗ này là thật ra là phải có chữ và đó nha. Mình hiểu là lim này và lim này. Còn bây giờ mình lấy phủ định lại là lim này hoặc. Phủ định của và là hoặc mà. Bản đơn là hoặc. Lim của fx x tiến về x0 trừ. Khi và mình hiểu là giống như lớp trưởng và lớp phó học tập cùng cùng đi trực đi, ví dụ vậy. Còn khi mà hoặc có nghĩa là lớp trưởng có mặt hoặc lớp phó học tập có mặt. Không bắt buộc cả hai, còn ở đây là bắt buộc cả hai. Nếu lim bên phải hoặc lim bên trái không tồn tại. Tức là phủ định của tồn ngược lại với tồn tại là không tồn tại. Còn ngược lại của và là hoặc nè, hoặc. Hữu hạn. Thì ngược lại với hữu hạn là vô hạn thôi, hoặc. Tồn tại nhưng không hữu hạn. Hoặc tồn tại nhưng không hữu hạn. Ở đây cái ý B thật ra nếu mà viết cho nó ngắn gọn đó, mình bảo ngược lại thì gọi là x0 được gọi là điểm gián đoạn loại 2 thôi. Nhưng mà thôi nói rõ ngược lại là ngược lại như thế nào ha, để khi mình làm bài tập mình dễ đối chiếu. Hoặc tồn tại nhưng không hữu hạn thì x0 được gọi là điểm gián đoạn loại 2. Thì quy cái phần vừa rồi, coi như nãy giờ tôi làm động tác là tôi đã tóm tắt cái phần lý thuyết về cái phần hàm số liên tục. Rồi, giờ chúng ta áp dụng các cái vấn đề lý thuyết trên vô cái bài tập. Tôi có in ra cái tờ bài tập phần hàm số liên tục của cái tài liệu bằng trong cái tài liệu tham khảo của mình để trên trang môn học thì có hai tài liệu. Tài liệu thứ nhất là cuốn tiếng Anh, là thật ra là giáo trình chính thức của mình đó. Còn thêm cuốn tiếng Việt thì hôm nay trong cái tờ bài tập này là tôi in cái bài tập phần trong cuốn tiếng Việt nè. Thật ra cuốn tiếng Việt thì cũng có nhiều bài tập họ tham khảo hoặc là có cấu trúc tương tự như cuốn tiếng Anh.
Bây giờ mình sẵn ở đây chúng ta cứ làm thêm vài bài bằng tiếng Việt để cho thỉnh thoảng các chị biết cái mức độ yêu cầu của cái phần lý thuyết tương ứng ha. Xét tính liên tục của hàm tại điểm A cho trước. Xét tính của hàm, tính liên tục của hàm tại điểm A cho trước. Giờ mình gọi là bài tập ha. Để cho dễ theo dõi, tôi gọi là dạng số 1 đi. À, xét tính liên tục của hàm tại một điểm cho trước. Một điểm cho trước. À, cụ thể là bài số 1. Fx bằng 1 chia cho x cộng với 2017. Xét tính liên tục của hàm này. Tại A bằng trừ 2017. À, với dạng này thì chúng ta xem thử mình trình bày như thế nào. Dạy nè. Thế thì với dạng này thì cái phương pháp là các anh chị đi tính lim của fx x tiến về zero, rồi tính F tại x0, rồi so sánh, rồi so sánh, hoặc đi tính ba cái biểu thức lần lim của Fx x tiến về x0 cộng lim của Fx x tiến về x0 trừ, rồi F tại x0, rồi các anh chị so sánh ba số hạng này, rồi so sánh, à, thì cái phương pháp như vậy. Tại vì dĩ nhiên phương pháp này có từ đâu vậy, được suy từ định nghĩa mà ra thôi chứ có gì đâu ha. À. Phương pháp này là suy ra từ định nghĩa. Các bài tập tôi sửa cho lớp mình ở đây dĩ nhiên là cũng hoàn toàn mới. Mới có nghĩa là các lớp trước thì chưa có sửa, chính xác là các lớp trong tuần vừa rồi, trong tuần này, tuần này là tuần bữa nay từ thứ hai, bữa nay là thứ bảy nè. Rồi vậy thì đối với bài này mình làm sao? Với fx bằng 1 chia cho x cộng với 2017. Hàm số họ chỉ cho bao nhiêu thôi. Họ chỉ cho bao nhiêu thôi. Do câu A nó dễ mà, ý là câu A nó dễ. Fx là bằng 1 trên cho x cộng 2017 thôi. Thì fx như thế này thì rõ ràng là fx không xác định. Không xác định tại x0 bằng trừ 2017. Rõ ràng các chị thấy rằng x0 bằng trừ 2017 thì mẫu số nó bằng 0, 1 chia 0 đâu có xác định được. Phải ha? Fx không xác định tại x0 như thế này.
nên fx0 như vậy là không tồn tại nè, không nên fx0 đây là không tồn tại, f0 tức là f tại trừ 2017 đó không có. Mà không có thì cái đẳng thức lim của fx x tiến về x0 bằng f tại x0, đẳng thức này cũng không có luôn. Hay nói cách khác là không thỏa đó. Đẳng thức này cũng không thỏa luôn. Không thỏa mãn. Và chúng ta biết rằng là đẳng thức này mà thỏa mãn đó thì hàm mới liên tục. Phải không? Như vậy cái đẳng thức này chúng ta chú ý rằng là cái bản chất của đẳng thức này đó, để cho hàm liên tục tại zero đó, các anh chị biết rằng là nó có chứa 3 ý trong đó đó. Đẳng thức này là thật ra là gồm 3 điều kiện lận. Gồm 3 điều kiện. Các anh chị hỏi, ủa đẳng thức này mà có 3 điều kiện là điều kiện gì vậy? Điều kiện 1 là các anh chị thấy rằng vế trái nó có. Vế trái có nghĩa là lim của fx x tiến về 0 nó có. Điều kiện 2, fx 0 nó có, tức là vế phải. Vế phải có. Và điều kiện 3 là vế trái nó bằng vế phải. À, bản chất vấn đề là các anh chị thấy là đẳng thức này thấy như vậy, nhưng mà chúng ta phân tích ra chúng ta thấy là trong đó có 3 điều kiện là. Mà như vậy thì ở cái bài của mình đó, fx0 không tồn tại rồi. Có nghĩa là cái vế phải của đẳng thức này nó không có. Vế phải nó không có, nó vi phạm cái điều kiện số 2 nè. Cái bài của mình nó vi phạm cái điều kiện số 2, tức là điều kiện số 2 không thỏa mãn, cho nên dẫn đến là hàm số không liên tục được. Hiểu được chưa? Riêng cái bài này thì nó có vẻ tầm thường, nhưng mà đôi khi nó tầm thường quá nó làm cho mình hơi rối khi mà làm bài, thế thôi. Như vậy đẳng thức này không có. Vậy fx gián đoạn, đề bài họ yêu cầu là khảo sát tính liên tục mà. Mình trả lời là không liên tục, nói cách khác là gián đoạn đó, tại a bằng trừ 2017. Kết thúc cái bài. Fx gián đoạn tại a bằng trừ 2017. Dĩ nhiên các chị hỏi, ủa sao lúc thì ký hiệu x0, lúc ký hiệu là a vậy? Thật ra cái tên nó không thành vấn đề. Dĩ nhiên tốt nhất là nó cái từ ngữ nó thống nhất thì tốt hơn. Tôi thì tôi thường trình bày bài, tôi thường trình bày x0 này, nên lúc nãy viết là x0 rồi thì dùng luôn. Chứ còn nếu mà tốt hơn là dùng thống nhất một cái ký hiệu thôi, nó đẹp hơn cho cái bài viết. À, như vậy đề bài họ bảo xét tính liên tục tại a bằng trừ 2017, chúng ta đã kết luận là hàm số này không liên tục tại giá trị này, mà không liên tục nói cách khác là gián đoạn. Và có nhiều cách trình bày cái bài 1 vừa rồi lắm, nhiều cách lắm. Trên tôi vừa viết đó là chỉ là một cách thôi, nó không có duy nhất đâu. Rồi, cách số 2. Hàm F này là nhánh thứ nhất là bằng 1 trên x cộng 2017. Nhưng mà thêm điều kiện là lấy nhánh này với x khác trừ 2017 thôi. Còn bằng 2018 nếu x bằng trừ 2017. Bài này họ bảo xét tính liên tục tại a bằng trừ 2. Xét tính liên tục. Tại a bằng trừ 2. Nó hơi ngộ ha.
xác tính liên tục tại a bằng trừ 2. Thay vì cho đôi khi không có dễ nói đâu nha, nói mà cho nó đúng về mặt toán học là nếu mình không để ý là mình viết linh tinh là dễ sai. Giải này các anh chị. Bây giờ với x khác trừ 2017 thì fx bằng 1 chia cho x cộng 2017. Các chị thấy rằng là hàm số này là dạng 1 chia cho đa thức bậc nhất. Mình nói đây là hàm sơ cấp. Là hàm sơ cấp. Nên liên tục. Cho nên theo định lý 1 đó ha, nên liên tục trên miền xác định. Nên liên tục trên miền xác định của hàm F đó. Miền xác định ở đây dễ thấy là DF chính là R bỏ đi trừ 2017 à. Liên tục trên miền xác định. Mà giá trị A bằng trừ 2, cái chỗ, cái điểm mà đề bài yêu cầu khảo sát tính liên tục đó, rõ ràng nó thuộc D chứ gì nữa. Trừ 2 là một con số trong cái miền R bỏ đi trừ 2017, mà hàm mình đã kết luận là liên tục trên miền xác định, có nghĩa là liên tục tại mọi điểm thuộc miền xác định, mà A bằng trừ 2 là một điểm trong miền xác định, do vậy nó liên tục tại A ha. Nên Fx liên tục tại A bằng trừ 2. À, các chị làm bài lý luận như vậy là tôi không có bắt bẻ gì được hết á. Chỉ như là tôi có trách nhiệm là thẩm định cái cách viết của các anh chị có đúng về mặt toán học không. À. Nhưng mà lưu ý như thế này nè, ở đại học đó không có cần khuôn mẫu gì giống phổ thông đâu nha. Các anh chị lưu ý cứ thoải mái đi. Ở đại học thì mình cứ học thoải mái, làm viết mình cứ viết theo cái cá tính của mình, viết theo cái cách của mình. Còn tôi đó có trách nhiệm là thẩm định cái cách viết của các anh chị, thẩm định cái cách viết của các anh chị, thẩm định về mặt toán học chứ không phải là thẩm định về mặt khuôn mẫu giống tôi. Không phải, tôi chỉ trừ khi mà viết sai về mặt toán học thôi. Cái đó về phạm trù chuyên môn thì tôi phải chịu trách nhiệm về chuyện đó, và chỉ trừ khi mà các anh chị làm sai. Còn thẩm định mà các anh chị viết theo cách của anh chị mà các anh chị viết đúng thì vẫn tròn điểm bình thường. Cho nên ở đây là khi giảng bài thì tôi nêu ra một cách trình bày bài viết thôi, chứ không yêu cầu các anh chị là phải theo đúng khuôn mẫu về đại học. Mà theo khuôn mẫu thì nó còn ra gì cái trường đại học nữa. Cho nên là ở đây là các anh chị hiểu rằng đây là một cái cách trình bày bài, chứ còn không có bắt các anh chị phải theo đúng như vậy. Các anh chị cứ thoải mái mạnh dạn và cứ thoát ra mọi khuôn mẫu ha. Miễn rằng là khi làm bài nó đúng về mặt toán học thì tôi không thể trừ được ha. Chỉ như tôi trừ thì rõ ràng là vô lý quá rồi. Căn cứ trên cơ sở gì đâu trừ, chỉ sai mới trừ thôi chứ. Và như vậy chúng ta đã kết luận được là F liên tục tại A bằng trừ 2. Và như thế là đã kết thúc cái bài viết, cái bài số 2 này rồi ha. Vì đề bài yêu cầu xét tính liên tục tại A bằng trừ 2 thì cái cách mình nói như vậy. Các bạn nó giơ tay. Ừ, hồi nãy có lẫn cái tập âm, để đây tôi bật cái mic lên từ mật tiếng. Các bạn có thắc mắc phát biểu đi, mình đang làm bài tập mà. Ở chỗ nào thắc mắc thì về nguyên tắc cứ phát biểu, cứ ngắt lời và bật mic lên nói. Còn thầy hỏi cái vụ ba điều kiện đó, thầy luôn.
À cái ba điều cái bác kiện sĩ này. bệnh. Ừ. Dạ đúng rồi hả? À nó hơi lung tung chỗ đó hả? Chưa rõ chỗ đó hả? Thì nói lại con cái bài là ba điều kiện. Ừ rồi nè. Thật ra cái định nghĩa đó thì có sách giáo khoa lớp 11, tôi chỉ diễn đạt thôi chứ không có cái chỗ này, không có cái mới. Chỗ này bạn không hiểu lắm hả? Không hiểu hả? Cho đây nè, bây giờ để có cái đẳng thức A bằng B bình thường thôi. Thật ra trong đẳng thức này nó hàm chứa ba cái điều trong đó rồi. Vế trái là có là điều kiện thứ nhất nè. Vế phải có là điều kiện thứ nhì nè. Rồi vô bằng có là điều kiện thứ ba nè. Vậy thôi chứ có gì đâu, cái ý nghĩa nó thông thường thôi mà. À, nhưng mà diễn đạt vô trong cái bài của mình đó, mình hiểu là sao nè. Để mà hàm số liên tục tại x0 thì ba điều kiện sau đây phải thỏa mãn nè. Điều kiện 1, liệm của f(x) tiến về x0 phải có, tức là hàm số phải có giới hạn tại x0. Nhưng mà các chị thấy đó, mà khi mình đề cập tới khái niệm hàm số có giới hạn thì nó thuộc phạm trù của cái bài giảng tuần thứ hai, à, bài giảng tuần trước, giờ này tuần trước về hàm số có giới hạn, nó thuộc nguyên cái phạm trù rộng lớn vậy đó. Điều thứ nhì, hàm f xác định tại x0 thì xác định hay không mình nhìn vô mình thấy ngay là thấy ngay chỗ nào. Ví dụ câu A, mình thấy với hàm số f(x) bằng 1 chia x cộng 2017 thì dễ thấy là x bằng trừ 2017 thì không xác định rồi. Nhưng mà cái câu B họ cho cái hàm một họ chỉnh một chút liền. Các chị thấy với câu B thì rõ ràng hàm số xác định với mọi x thuộc R, tức là x bằng trừ 2017 thì f bằng 2018. À, nó xác định. Đó là cái ý như thứ nhì, xác định. Ý thứ ba, hai cái vế đó nó phải bằng nhau nữa. À nhưng mà thôi cái này mình nói thoáng nhẹ nhàng thôi, đừng có tập trung vô cái này quá. Cái này nó thoáng qua rồi mình thấy hiểu rồi mình bỏ đi thôi. Thật ra cái bài giảng hôm nay phần hàm liên tục cái trọng tâm nó nằm ở cái phần cuối á. Phần cuối tí nữa, cuối là tí nữa cái phần phân loại điểm gián đoạn là đó, cái phần đó là cái phần mà khi cho thi thì 10 sinh viên có một sinh viên làm được à, có hai sinh viên làm được à. Đó là cái phần lo lắng. Chứ còn cái phần này thì cho một bài thi thì 10 sinh viên thì 9 sinh viên làm được, còn một sinh viên làm không được là do họ ngủ, họ không học thôi chứ không gì hết đó. Cái này nó nhẹ nhàng, có gì bỏ qua đi. Mình sẽ dành cái chú ý cho cái phần sau một chút. Nhưng mà giống như để khởi động thì các cái bài tập 1 2 này là đang khởi động nè, chúng đang khởi động. Khởi động thì đôi khi mình khởi động không được á, chứ dù xe máy mà mình để suốt mùa dịch đó mình không chạy là nó cái bình ắc quy nó bị hư luôn. Rồi. Bài số 3. Để nó tập tập từ từ. Bạn sự khởi đầu nan từ từ. Trừ x cộng x trừ x bình cộng x cộng 2. Mỗi buổi giảng thì ngoài cái bài tập thì tôi còn quan trọng là phải giống như nhá nhá cho các anh chị cái chỗ phần bài giảng đó trọng tâm là cái gì. Bài giảng hôm nay trọng tâm là phân loại điểm gián đoạn. Trọng tâm có nghĩa là sao? Là nội dung quan trọng của bài giảng, và ngoài ra thì nó còn một cái ý nhỏ nhỏ đó là cho thi thì thường đó là cái chỗ thường làm không được. Bởi vậy mình phải dành thời gian nhiều hơn ha. Về nhà là ngoài cái bài giảng rồi thì các chị phải nghiên cứu học ở đại học là không có cái vụ mà bảo ủa thầy sao cái bài đó thầy chưa giảng mà thầy cho thi, không có đó nha. Chú ý cái chỗ đó, hình như bữa trước lớp mình có một bạn thắc mắc nhưng mà tôi chưa trả lời. Tại vì đọc xong rồi cái cảm xúc nó hơi khó chịu, mình để lúc nào mình cảm giác nó vui vẻ sẽ trả lời sau. Dĩ nhiên cái nguyên tắc ở đại học là vậy nè. Bữa nay ví dụ tôi dặn bữa nay tôi kiểm tra, tức là cuối buổi hôm nay kiểm tra giới hạn thì tôi phải kiểm tra đúng cái phần giới hạn, tôi đừng có lôi cái phần đạo hàm chưa học mà tôi kiểm tra là không được. Bữa nay mà cuối buổi hôm nay mà tôi lấy đạo hàm tôi kiểm tra là các anh chị kiện lên hiệu trưởng liền chứ đúng không? Bảo ông thầy này ông dạy mới giới hạn mà sao ông lôi đạo hàm kiểm tra thì ông bậy quá. Nhưng mà ngoài ra thì thứ nhất là về mặt thầy cô không ai mà muốn 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 gọi là đánh đố sinh viên làm gì hết trơn á. Thật ra những bài kiểm tra đó các anh chị nhìn kỹ lại đều là yêu cầu tối thiểu của bài giảng thế thôi, là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái cách học đại học như thế này nè,
mình nghe giảng đầy đủ mọi chuyện trên lớp thì mới có 7 điểm mà. 3 điểm còn lại ở đâu? Ở trong sách á, các chị phải tự nghiên cứu lấy. Ở đại học cái nguyên tắc làm việc là vậy, không phải là thầy ơi sao em giảng, em ngồi nghe giảng từ buổi đầu tới buổi cuối thi có 7 điểm, chuyện đó bình thường. Tại vì nhà ôm sách học le lưỡi ra, chứ đâu phải mình nghe giảng trên lớp là chỉ những cái nội dung tương đối cơ bản, trọng tâm. Còn ngoài ra thì các chị đã biết rồi, đại học học mênh mông dạng bài tập thì mình phải làm nhiều nó mới quen tay thôi. Đấy nha, để ý vậy nha. Chứ không có mà ủa sao mà cái bài tập đi trang dạng đó thầy chưa giảng mà bữa nay thầy hỏi em. Bình thường, trừ trường hợp đừng có giảng đòi giới hạn mà kiểm tra tích phân thì nó hơi kỳ thôi. Ngoài ra thì cố gắng xét tính liên tục của hàm này tại A bằng 1. Xét tính liên tục. Tại A bằng 1. Bởi vậy mới nói với các anh chị là để cho cái dạng bài tập nó phong phú thì mỗi lớp là tôi giải các cái bài giảng khác nhau để các anh chị chịu khó tham khảo qua lại với nhau. Ví dụ các bài chúng ta giảng từ đầu giờ tới giờ là lớp mình là chưa có lớp nào tôi giảng hết á. À, các chị hỏi ủa sao sao mà nó lạ vậy? Câu trả lời là nó phong phú lắm luôn á, đa dạng. Cho nên là ta cố gắng, tất cả đều cố gắng, đặc biệt là trong mùa dịch mình làm việc như thế này thì nó cũng khó kiểm soát. Dù trên lớp và tôi mời các anh chị lên bảng rồi làm bài nó vui hơn. À, hỏi đi. Thầy có hỏi ví dụ như ngoài giáo trình của thầy, hai cái giáo trình thầy ớt có, thì nếu mà mình muốn tham khảo thêm thì bình thường tham khảo ở đâu? Tôi cũng đang suy nghĩ thêm cái việc đó đó. Tôi đang định tìm thêm cái sách mà gọi là sách bài tập á, để bổ sung cho các anh chị. Tôi đang chuẩn bị việc đó, chắc cuối tuần này tôi sẽ xử lý xong nha. Tôi sẽ để bài tập lên. Nhưng mà thật ra đã nói rồi, chủ yếu là hai cái cuốn tiếng Anh với cuốn tiếng Việt này là đủ rồi đó. Chỉ có điều là mình muốn điểm 9, điểm 10 thì đúng là phải đọc thêm. Và đọc thêm ở đâu? Tôi sẽ để sách lên, để thêm vài tài liệu lên. Rồi giải đi, tranh thủ, tại vì có nhiều dạng bài, mình mới đang ở dạng 1 à. Rồi, xét tính liên tục tại A bằng 1. Thì bây giờ các anh chị có nè, Fx mà liên tục tại x bằng 1 khi và chỉ khi liêm của Fx x tiến về 1 cộng bằng liêm của Fx x tiến về 1 trừ bằng F tại 1. Các chị hỏi ủa sao cái chỗ nãy thì liêm Fx x tiến về x0 thôi, còn ở đây là có liêm bên trái, liêm bên phải. Thì lý do là vì cái hàm này họ chia nhánh bên trái, nhánh bên phải khác nhau nè. Cho nên mình phải diễn đạt cái định nghĩa theo cái cách thứ nhì, tức là theo cái cách mà giới hạn một phía đó. Rồi bây giờ chúng ta xem thử cái đẳng thức này nó thỏa mãn không. Mình tính biểu thức thứ nhất, tính biểu thức thứ nhì, tính biểu thức thứ ba, rồi so sánh ba biểu thức đó. Tính nè, nào trước cũng được. Liêm Fx x tiến về 1 cộng. Lên đại học là chịu khó học dữ vô, dĩ nhiên học theo nhu cầu của mình thôi, nhưng mà những bạn nào mà đã cố gắng học thì học cho nó đến nơi đến chốn. Là vì sao các anh chị biết không? Là vì lơ là rớt liền, lại kẹt vậy đó. Lơ là rớt liền. Chẳng thà mình thấy chưa xác định được mình học thì nên ngưng. Còn xác định đã học thì phải học đến nơi đến chốn. Mà học đến nơi đến chốn rồi là chưa chắc là ngon lành nha. Tôi đã nói rồi đó. Lớp tôi ngày xưa là năm nhất là 32 bạn. Năm thứ tư tốt nghiệp 17 bạn. Còn 15 bạn là rơi rụng rồi tốt nghiệp khóa sau vậy đó. Rồi, bây giờ tới đây chú ý nè. Thôi tôi sai nè. Lo nói chuyện linh tinh biết sai. Liêm Fx. Tôi nói lại. Liêm Fx x tiến về 1 cộng. 1 cộng là lớn hơn 1 tí xíu. Phải lấy nhánh này nè. Nhà mà viết lỡ viết cái hàm này rồi thì đổi đi. Xin lỗi chỗ này. Đang nãy vừa viết rồi nói linh tinh thôi, đừng nói linh tinh. Tập trung vô bài giảng đi.
x tiến về một trừ đi, sửa lại. X tiến về một trừ có nghĩa là x nhận những giá trị rất gần một, nhỏ một tí xíu. Lúc cũng nói cho nó đỡ mệt, đỡ buồn ngủ. Mình ngồi mình nói một mình giống như tự kỷ. Lớn bằng một bỏ đi. X dưới này tiến lên. À. X tiến về 1, x nhỏ một tí xíu ha. X tiến về 1 và x nhỏ 1. Thì cái quá trình này về mặt toán học họ ký hiệu là x tiến về 1 trừ ha. Nhưng mà cái bản chất vấn đề là gì? X nhận những giá trị rất gần 1. Rất gần 1, nhỏ hơn 1 tí xíu. Tí xíu là bao nhiêu? Ví dụ x bằng 0,999. Nè, ví dụ vậy. Mà x nhỏ hơn 1 như vậy rồi thì chúng ta thấy là đối chiếu với cái hàm thì chúng ta lấy nhánh thứ nhất trừ x bình cộng x cộng 2. Rồi, bây giờ tới chỗ đây thấy như thế này nhưng mà cũng giải thích nhiều khe lắm nha. Bây giờ tôi mới giải thích nè. Mình dừng chỗ đó đi. Dừng chỗ đó đi. Mình nói nè. Vì tôi nhấn mạnh là viết bút đỏ có nghĩa là nhấn mạnh đó. Gx bằng trừ x bình cộng x cộng 2. Đây chính là cái ý mới ở đại học nè. Gx bằng trừ x bình cộng x cộng 2 là hàm sơ cấp. Nên liên tục trên miền xác định. Miền xác định tôi viết tắt. Mà miền xác định của cái hàm này là gì? Mình xét riêng trong cái khung cảnh của cái hàm này thôi. Thì các anh chị thấy rằng là hàm này là hàm đa thức. Cho nên có miền xác định là D của R đó là bằng R. Thấy không? Hàm đa thức thì xác định trên R. Xét riêng trong cái khung cảnh riêng của cái hàm này thôi. Mà hàm liên tục trên miền xác định là R như vậy đó thì nghĩa là sao? Nghĩa là Rx cũng liên tục tại tại đâu? X bằng 1. Cũng liên tục tại x bằng 1. Mà liên tục tại x bằng 1 nên quay một trang mới. Từ khoảng 4-5 tuần mình mới quen dần. Mình mới lớp 12, mình mới lên đại học nó hơi lạ. Mà ai cũng đuối hết á, thường là sinh viên năm thứ nhất ai cũng mệt mỏi. Ta cố gắng. Nên Rx cũng liên tục tại x bằng 1. Ha. Rx liên tục tại x bằng 1. Mà Rx liên tục tại x bằng 1 nghĩa là gì? Lim của Rx x tiến về 1 sẽ bằng r tại 1. À, lim của Rx x tiến về 1 bằng r tại 1 này do định nghĩa hàm liên tục mà ra thôi. Rx liên tục tại x bằng 1 cho nên mình có lim của Rx x tiến về 1 bằng r tại 1. Mà như vậy đó thì kéo theo lim của Rx x tiến về 1 trừ. 1 trừ mình đang tìm đây nè. Có nghĩa là lim của trừ x bình cộng x cộng 2 khi x tiến về 1 trừ đó bằng r tại 1. Có nghĩa là các anh chị thế x bằng 1 vô trừ đi 1 bình phương cộng 1 cộng 2 và các anh chị thấy bằng 2. À, ở đây là lần đầu tiên nãy giờ, tức là từ đầu giờ tới giờ là tôi chưa giải thích cái chỗ như thế này lần nào. Cho nên là tôi cố ý viết theo cái kiểu giống như mình nói là viết dài nhất có thể đó ha. À, để tìm liêm này thì cách làm nè. Vì R nó là hàm sơ cấp. Mà hàm sơ cấp thì sao? Thì liên tục trên miền xác định. Mà hàm này có miền xác định là đâu? Là R. Mà xác định trên R nghĩa là sao? Có nghĩa là một cái số tùy, một số thực tùy ý. Một số thực tùy ý. Mà cụ thể, ví dụ mình lấy x bằng 1 đi, thì hàm sẽ liên tục tại x bằng 1 đó.
mà liên tục tại x bằng 1 thì đối chiếu với định nghĩa lim r x x tiến về 1 bằng r tại 1. À, nói cách khác là chúng ta có điều này. Tôi cũng mở hoạt đơn nói thêm là các cái lớp môn vi tích phân 1C nói chung và lớp mình nói riêng là thường là thật ra cái mức độ bài tập là tôi chọn cái mức độ tương đối cơ bản dễ một chút. Còn thường là các lớp biên vi tích phân 1B, 1B thì thường là họ học nặng hơn, các bài tập nó cũng khó hẳn. Cho nên là chú ý thêm như vậy nha, chú ý thêm chứ không phải là bảo ông thầy này sao ông cho bài tập khó, không phải đâu, đây là những cái bài dễ nhất có thể rồi đó. Dạ. Yeah. Bài này dạng dễ rồi. Chứ còn các lớp vi tích phân 1B vân vân thì thường là các hàm tương đối phức tạp, hàm phần nguyên vân vân, những cái hàm mới làm việc cũng rất là cực. Mình khoa công nghệ thông tin vân vân thì họ học nặng hơn. Đó, như vậy rút lại là chúng ta đã tìm được lim bên trái. Ha, lim bên trái. Và như vậy là nó bằng 2. Chúng ta nên kết luận cho nó đi. Vậy lim của fx x tiến về 1 trừ tóm lại là bằng 2. Thì rút lại chứ không là mình biết linh tinh rồi rác, mình không biết cái nào mình so sánh. Bài này mình đang cần làm gì? Tính lim bên trái, lim bên phải, rồi tính f tại 1 rồi so sánh đó. Để sát sát cái đề cho dễ nhìn. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta tính lim của fx x tiến về 1 cộng. Thì tương tự như lúc nãy, ở đây 1 cộng là lớn hơn 1 tí xíu, nhỏ hơn hoặc bằng 1 bỏ đi. Đó, 1 cộng là lớn tí xíu nè. Ví dụ 1,0001 ví dụ vậy. À, lớn 1 tí xíu. Mà x lớn 1 tí xíu như vậy đó, thì các anh chị thấy mình lấy cái nhánh thứ nhì 2 trừ 1 chia x. 2 trừ 1 chia x. À, 2 trừ 1 chia x. X tiến về 1 trừ 1 cộng, xin lỗi. Thì cách giải thích cũng giống như hồi nãy vậy đó. Vì 2 trừ 1 chia x là hàm sơ cấp, cho nên liên tục trên miền xác định là R bỏ đi 0. Do đó hàm cũng liên tục tại x bằng 1. Mà liên tục tại x bằng 1 là lim của Hx x tiến về 1 bằng H tại 1. Nói gọn là thế x bằng 1 vô thôi. 2 trừ 1 chia 1 cộng 1. Hai trừ một chia x, đây là hàm sơ cấp. Cho nên để tính lim thì mình chỉ việc là thay x bởi số 1. Thật ra các chị hỏi cái chỗ đó lúc nãy tóm tắt lý thuyết ở đâu? Đây nè, chỗ đây nè. Định lý 1 hàm sơ cấp thì liên tục trên miền xác định, cho nên tôi mới tóm tắt phía dưới đó. Kế bên đó, như vậy fx là hàm sơ cấp, x0 là một điểm thuộc miền xác định, thì suy ra fx liên tục tại x0, có nghĩa là lim của fx x tiến về x0 bằng fx0. Và tôi có móc cái bút màu xanh nè, tôi ghi chú là từ vế trái sang vế phải thì chỉ việc thế x bởi x0 vô thôi. Chính là cái chỗ mình đang làm, hai chỗ mình đang làm hồi nãy giờ. Rồi. Yeah. Alo, nói đi. Dạ, là trong bài thi trong bài trình thì mình có cần giải thích cặn kẽ lại ra là tại vì nó là hàm sơ cấp nên mình mới thế vô không thầy? Không, mình đang ở đây nè, tôi đang làm gọn đây nè. Chứ còn hồi nãy là tôi giảng cho nó kỹ một lần, giảng kỹ một lần. Hy vọng là các anh chị hiểu được lý do vì sao. Còn đây là cách trình bày bài nè, đang viết tiếp nè. Mình chỉ làm như thế này thôi, mình chỉ thế vô thôi. Nhưng mà phải hiểu được nha, hiểu được. Ví dụ tôi ví dụ như giả sử cái tình huống mà mai mốt mình bắt buộc phải thi vắn đáp đi, tôi ví dụ vậy, giả sử tồn tại cái trường hợp mà bây giờ mình phải thi vắn đáp, thế thì bây giờ tôi hỏi các anh chị là tại sao thế vô, tôi hỏi làm thế nào, các anh chị dạ bảo dạ thế x bằng 1 vô,
Thế tôi mới hỏi tiếp, vì sao thế vô như vậy được? Thì lúc đó cái cách nói như thế này nè, đây là cách nói đó, diễn đạt như này, đây là cái chỗ để mình cho mình. Bởi vậy dù thi vấn đáp hay không thì phải hiểu như thế nếu mà được hỏi. Thì ý là vậy đó, mà tôi diễn đạt dài như thế này để mình hiểu bài thôi, chứ mình làm bài trừ trường hợp người ta biểu giải thích thì mình sẽ giải thích. Còn trong một cái khung cảnh bài như thế này thì không cần giải thích cặn kẽ như thế này. Nhưng mà các chị biết sao không? Cái dạng thứ ba, cái dạng thứ thứ ba là mình phải làm. Nhưng mà tôi chưa. Bởi vậy mới đang dạng số 1 à. Từ từ. Tóm lại, trả lời câu bạn hỏi là trong cái bài này thì không cần giải thích dài. Nhưng mà cái dạng thứ ba tới thì mình phải giải thích dài. Giờ là 10 giờ 20 đó, mình tranh thủ kết thúc cái bài này cái mình qua dạng 2 rồi mình mới nhanh chóng chút được. Lim fx x tiếng về 1 cộng rồi. Rồi tiếp tục. F tại 1. Với cái hàm số đã cho ban đầu như thế này thì chúng ta thấy là x bằng 1 thì mình lấy nhánh thứ nhì, thế vô nhánh thứ nhì. À các anh chị, 2 trừ 1 chia x bằng 2 trừ 1 chia x ứng với x bằng 1. Và thế vô 2 trừ 1 chia 1 thì dễ thấy là 1 thôi. Số này tương đối nhiều lúc cuối buổi tập hợp các tờ giấy lại, có nhiều lúc trang 12 là thôi mất thời gian kiểm cái đó, mất thời gian đánh tương đối. Rồi ba biểu thức mình đều xác định hết rồi đó. Bây giờ mình xem lại cái đặt cái điều kiện này là sao đi ha, hoặc là một đi. À, đẳng thức một mình xem thử mình thế vô có thỏa không. Lim bên phải như vậy mình nói nè, vậy một tương đương với lim fx x tiến về 1 cộng, mình thay bởi cái gì, thay bởi số 1 này nè. Tiếp tục, lim fx x tiến về 1 trừ, 1 trừ đâu đây, vậy chúng ta kết luận lim fx x tiến về 1 trừ là bằng 2 nè. Bằng f tại 1 đâu, f tại 1 đây, ý cuối nè, bằng 1. Rõ ràng chúng ta thấy đẳng thức này đâu có đúng đâu. À, 1 sao bằng 2 được. Đẳng thức này sai. Mà sai nghĩa là sao? Có nghĩa là suy ra hàm f không liên tục tại x bằng 1. Nên fx không liên tục. Mà không liên tục nghĩa là gián đoạn đó. Tại x bằng 1, tại a bằng 1. Kết thúc cái bài viết. À, đề bài giả sử đề thi đi, họ bảo khảo sát tính liên tục của hàm f tại a bằng 1. Thì vừa rồi đó là một cách trình bày ha. Dĩ nhiên các chị thấy dạng này nó còn nè, câu D, câu E, câu F thì coi như về nhà tự làm thêm nha, về nhà tự làm thêm, chứ mình giờ mình ngồi làm luôn ba câu này cái hết giờ mất, mình phải qua cái dạng bài khác. Thời gian ở đây học nó không có dư giả giống như ở phổ thông được. Dạng 2 tại vì nhiều nhiều môn cần học. Các anh chị biết rằng là cả chục năm trước, mười mấy năm trước đó, trở về trước thì ở đại học có thời gian là 201 tín chỉ hả? 201, 210. Sau này Bộ Giáo dục họ giảm xuống còn 140. Cho nên bây giờ ví dụ các anh chị đang học là khoảng sắp xỉ thôi, sắp xỉ khoảng 140 tín chỉ đã tốt nghiệp rồi. Tức là họ cắt giảm bớt cho nên hầu như môn nào cũng cắt giảm hết đó, gây khó khăn. Dạng 2, xét tính liên tục của các hàm số sau. Thật
ra họ không nói rõ thêm, tức là xét tính liên tục trên R luôn á. Dần 2. Xét tính liên tục. Thực ra mỗi bài lớn cũng là một dạng bài luôn, xét tính liên tục trên R. Dần 2 là xét tính liên tục trên R. Bây giờ tôi ví dụ nè. Hình như cái câu A đã sửa cho lớp nào rồi hay sao? Chọn cái câu khác. Chọn câu, ví dụ câu D đi. 1. Fx bằng sin của 1 chia x, x khác 0, bằng 0 nếu x bằng 0. Xét tính liên tục trên R. Có nghĩa là xem trên toàn bộ trục số đó, thì cái hàm đã cho đó, liên tục ở đâu, gián đoạn ở đâu, tức là xem thử đồ thị là một đường liền ở đâu, bị đứt ở đâu, ý là vậy thôi. Nhưng mà quan trọng thì mình trình bày như thế nào, rồi cơ sở lý thuyết là ở đâu, ý là vậy. Vậy trường thứ nhất, x khác 0, fx là sin của 1 chia x. Đây là hàm sơ cấp. Nên liên tục trên miền xác định. Nên liên tục trên miền xác định. Do đó fx liên tục tại mọi x khác không. Cố gắng hiểu bài nha các anh chị. Các anh chị biết làm sao, đôi khi mình nghe cái vấn đề hàm liên tục xong em bảo à lớp 11 mà học rồi ta, dễ quá phải không? Nhưng mà các anh chị biết làm sao, ở đại học và đặc biệt là mình nếu mà thi bình thường là mình thi tự luận á, thì người chấm bài là ai, là tôi á, là xem thử các anh chị viết bài như thế nào. Nhưng mà dĩ nhiên để cho sinh viên họ biết cách viết bài thì khi giảng tôi đã nêu ra một cách trình bày bài rồi, dĩ nhiên là tôi không ép buộc là phải làm đúng như vậy. Nhưng mà như đã nói về mặt lý thuyết tổng quát đó, các anh chị thích viết gì viết. À, tôi thường nói đùa là tôi bảo các anh chị làm theo cách các anh chị, tôi chấm theo cách của tôi, nhưng mà nói đó nói đùa thôi. Về mặt nguyên tắc đã nói rồi, cứ trình bày thoải mái. Nhưng mà tôi cũng nêu ra một cái cách trình bày mà về mặt toán học nó là đúng ha. Chúng ta để ý, chứ không phải là mình không để ý dẫn đến là mình rất là dễ làm bài sai. Ví dụ đây là bài thi thỉnh thoảng tôi cũng có hỏi đó ha, thỉnh thoảng cũng có hỏi đó. Nhưng mà những cái bài như thế này các chị biết làm sao không? Thật ra ít sinh viên viết cho nó đúng lắm nha. 10 sinh viên tôi đoán, tôi cho rằng là khoảng 3-4 sinh viên viết cho nó chuẩn mực à. Khổ vậy á, cho nên là các chị để ý. Ở đại học và thật ra không có dạng gì hết trơn, nhưng mà thỉnh thoảng về mặt bài tập tôi ghi này để thêm cho nó vui thôi, cho các anh chị quen thôi, chứ không thật ra mình ghi dạng nó cũng không đúng lắm. Ở đại học thì không có chia dạng giống phổ thông, nhờ ghi đặc biệt là trong giờ bài tập để mình dễ quan tâm thôi. Do đó fx liên tục tại mọi x khác không. Rồi bây giờ các anh chị thấy mình xem thử tại x bằng 0 thì sao. Ý của bài toán này là vậy. X khác không đó là liên tục rồi, thì tại x bằng 0 nó sẽ như thế nào đây? Ý thứ nhì, x bằng 0. X bằng 0 thì mình cần làm gì? Mình biết rằng là fx liên tục tại x bằng 0, tức là cái chỗ mình bám víu vào chính là định nghĩa đó. Liên tục tại x bằng 0 khi và chỉ khi
lim của fx x tiến về 0 bằng f tại 0. À bây giờ vấn đề đặt ra là mình xem thử cái đẳng thức này có thỏa hay không nè. Nếu nó thỏa thì chúng ta kết luận là liên tục tại 0. Nếu không thỏa chúng ta kết luận là gián đoạn. À, cái ý là vậy đó. Ta có lim của fx x tiến về 0. Chúng ta chú ý là x tiến về 0 thì suy ra x khác 0 từ định nghĩa giới hạn mà chúng ta đã học tuần trước ha. X tiến về 0 thì đủ để suy ra là x khác 0. Để chi vậy? Để chúng ta lấy nhánh thứ nhất nè, x khác 0 thì fx bằng sin của 1 chia x. Sin của 1 chia x. X tiến về 0. Mà chú ý là cái giới hạn này đó thì ở tuần trước cái dạng này chúng ta đã học là đã chứng minh là không tồn tại, hình như bữa trước trong cái bài giảng của lớp mình là sin của 7 chia x đó. Còn đây là sin của 1 chia x, nó khác chút. Chúng ta để ý giới hạn này là không tồn tại. Cái bài với số liệu là sin của 1 chia x thì tôi có giảng cho lớp nào đó, còn riêng lớp mình thì tôi thứ 7 tuần trước tôi nhớ, nếu nhớ không lầm là tôi bảo thứ 7 tôi chọn số 7, cho nên sin của 7 chia x đó, thì cái cách làm cũng tương tự như vậy. Đó, như vậy chúng ta đã chứng minh rằng là cái vế trái nó không có. Vế trái không có thì cái đẳng thức sau này đâu có được, phải không? Ta có lim này không tồn tại. Vậy đẳng thức sau không thỏa mãn, không thể xảy ra được. Mà sao không thỏa mãn nghĩa là kéo theo là fx gián đoạn tại x bằng 0. Rồi, chúng ta kết luận cho cả bài. Kết luận. Đề bài yêu cầu là xét tính liên tục trên R mà. Chúng ta kết luận là hàm số fx. Ý thứ nhất là liên tục tại mọi x khác 0. Rồi gián đoạn tại x bằng 0. Dạng bài này người ta gọi là khảo sát tính liên tục của hàm trên toàn bộ trục số thực R. Thầy ơi. Hỏi đi. Dạ là ở cái phần mình nói là phần lim của sin 1 trên x tiến về 0 là không tồn tại, thì do vậy thì mình có cần chứng minh lại không thầy? À không, nếu mà trong cái khung cảnh của cái bài liên tục này thì mình không cần chứng minh. Mình chỉ nói không tồn tại thôi. Còn trong cái khung cảnh mà ví dụ cái bài đó là bài cái bài người ta bảo chứng minh lim này không tồn tại thì mình phải làm giống như tuần trước đã học. Còn ở đây mình chỉ nói không tồn tại được ra. Chứ còn ví dụ cái bài này mà thêm cái chứng minh chọn hai dãy rồi tùm lum nữa thì nó phức tạp quá. Chỉ làm đúng như thế này thôi là được. Rồi ha, coi như bài vừa rồi là minh họa cho cái dạng thứ nhì. Dạng 1, dạng 2, dạng 3, dạng 4 thì chúng ta lướt qua thôi. Dạng trọng tâm của mình chính là dạng 5 á. Bây giờ đã 10:33 rồi, không biết sao. Kịp không? Cố gắng từ từ, những cái nào không thể bỏ qua giảng, mặc dù có thể trưa một chút, mình về mặt nguyên tắc mình học hết buổi luôn mà. Chương 3. Chương 3 chính là dạng 2.2.8 nè. Tính giới hạn bằng cách dùng tính liên tục của hàm sơ cấp. Nói gọn là dùng định lý 1 cơ mà, nhưng mà ở đây mình nói luôn
dùng tính liên tục của hàm sơ cấp. Đó đang là định lý 1. Định lý 2 là định lý về giá trị trung gian, định lý 1 là hàm sơ cấp thì liên tục trên miệng xác định. Thì cái phương pháp thì cũng nhắc lại ở đây. Nếu fx là hàm sơ cấp và x0 thuộc miền xác định của hàm f thì liêm của fx x tiến về x0 bằng f tại x0. Để tính liêm chúng ta chỉ việc là thay x bởi x0 thôi. Thay x bởi x0. Thì cái đề bài tập đã. Dù chúng ta trình bày câu C đi. C. Cái số 1. Tính liêm của a mũ x nhân với cos bình x trừ đi x bình phương x tiến về b chia 4 của hàm đó. Các chị hỏi ủa sao cái bài toán này giống bài toán lớp 11 vậy? Thì đúng rồi. Cái số liệu thì giống giống vậy nhưng mà cái cách giải thích mình phải vận dụng cái định lý 1. Còn ở lớp 11 thì các anh chị biết sao, mấy cái này mình không để ý. Cái này ở lớp 11 chỉ việc thế vô. Nhưng mà vì sao thế vô? Không biết. Còn bây giờ là mình học là mình đang biết vì sao thế vô. Mình học mình biết vì sao thế vô rồi mình thế thêm cho nó vui thôi nha. Nhưng mà cái ý chính là vì sao thế vô, bởi vì đó là hàm sơ cấp thì liên tục trên miệng xác định. Giải nè, một cách nói như sau nè, đặt fx bằng a mũ x nhân với cos bình x trừ đi x bình phương hai chấm là hàm sơ cấp. Nên liên tục trên miền xác định, hồi nãy có nói với một bạn là phải giải thích đầy đủ, chính là cái dạng này nè, chính là phải giải thích đầy đủ nè, là hàm sơ cấp nên liên tục trên miền xác định là d của f chính là bằng r. Hàm số này dễ thấy, có miền xác định là r. Và tờ giấy mới này. Liên tục trên miền xác định là df bằng r. Do đó fx liên tục tại x0 bằng b chia 4. Vậy liêm của fx x tiến về b chia 4 là bằng f tại b chia 4. Dùng tính liên tục và bây giờ chúng ta chỉ việc thế vô thôi. F tại b chia 4 có nghĩa là thay x bởi b chia 4 vô a lũy thừa b chia 4 nhân với cos bình phương của b chia 4 trừ đi b chia 4 đem bình phương. Như vậy viết thêm một chút, cos của b chia 4 là 1 chia căn 2, bình phương lên là 1/2. 1/2 như vậy a mũ b chia 4
trừ đi pi bình phương chia 16. Và cái số nó tùm lum thì cứ để đó thôi, kết thúc rồi. Đây nha, đây là một cách giải thích. Dạng này dễ quá ha. Bây giờ mới dễ thì cứ trình bày cho nó có một bài mẫu thôi. Rồi để ý cách nói như thế nào cho các anh chị biết. Rồi mình qua cái dạng mới. Dạng 4. Dạng 4. Dạng 4 có nhiều bài đó, nhưng mà ví dụ một số bài đây nè. Hãy dùng máy tính vẽ đồ thị của hàm số sau để dự đoán khoảng chứa nghiệm, sau đó sử dụng định lý giá trị trung gian để chỉ ra sự tồn tại một nghiệm. Hơn nữa, hãy thu nhỏ khoảng chứa nghiệm để đưa ra một giá trị gần đúng của nghiệm. Nhưng mà ở đây chúng ta mấy cái ý đó dùng chung cho cả sinh viên 1B, 1A luôn á. Giờ mình chọn cái bài nhẹ nhàng hơn ha. Chọn câu A đi. Dạng 4 là thuộc cái dạng là dùng định lý giá trị trung gian. Dùng định lý giá trị trung gian để chứng minh phương trình có nghiệm. Là một bài mẫu chứng minh rằng phương trình 2x mũ 5 cộng x trừ 2 bằng 0 có nghiệm. Giải. Bước số 1, mình đặt cái hàm hai x mũ 5 cộng x trừ 2. Hai chấm mình nói đây là hàm sơ cấp. Nên liên tục. Trên miền xác định là D bằng R. Hàm này liên tục trên R. Dạng này môn vi tính phân 1C thì trước đây nhiều năm là cũng có một năm hỏi, nhưng mà thấy sinh viên ai cũng viết được nhưng dễ quá, cho nên sau này chọn cái dạng khó hơn. Nhưng mà về mặt nguyên tắc mình học thì cứ học hết ra rồi tính. Bước 2, các chị hãy đi chọn cái khoảng AB sao cho FA nhân FB nhỏ hơn 0. Để chọn khoảng đó đi. Và thật ra các anh chị thấy là có vô số cách chọn ha. Mình để cái này trong mặt vuông đi. Có nghĩa là mình cái câu đó là cái câu phương pháp. Còn bây giờ mình mới nói nè. Chọn A bằng 0 đi. Số 0 cho nó dễ chịu. F0 chúng ta thấy bằng trừ 2. F0 bằng trừ 2 nhỏ 0. Bây giờ mình chọn
một số khác để cho f của số khác đó, fb nó dương, số dương. Ví dụ chọn b bằng 1 thử đi. Fb bằng f tại 1. 2 nhân 1. 2 nhân với 1 mũ 5. Cộng 1 trừ 2. Các anh chị thấy bằng 1 dương. Như vậy được rồi đó. Bước 3. Mình suy luận thôi. Có nghĩa là dùng định lý 2. Định lý về giá trị trung gian. Mình nói vì fx liên tục trên r nên fx cũng liên tục. Nên fx cũng liên tục trên đoạn AB chính là 01. Fx liên tục trên đoạn AB. Và FA là tức là f của 0 đó nhỏ hơn 0, nhỏ hơn 0, nhỏ hơn f 1 tức là FB. Nên theo định lý giá trị trung gian, nên theo định lý giá trị trung gian, tồn tại x0 thuộc khoảng 0,1 sao cho fx0 bằng 0. Vậy kết luận chung cho cả bài: phương trình đã cho có ít nhất một nghiệm trên đoạn 0,1, trên khoảng 0,1. Kết thúc bài. Thầy, đi. Thầy giảng là cái chỗ mà mình làm sao mà mình chọn giá trị A với giá trị B được không? À, cái đó thì mình nhẩm ngẫu nhiên thôi anh. Mình nhẩm ngẫu nhiên thôi. Nhẩm ngẫu nhiên thôi. Cái chọn hai số sao cho miễn là hai số nó trái dấu là được. FA với FB nó trái dấu là được. Và dĩ nhiên thường là mình chọn một cái giá trị dễ là số 0 cho nó dễ. Rồi các số khác thì các bạn chọn 0, 1, 2, 3 gì đó. Còn dĩ nhiên trong trường hợp này mình nhẩm được. Còn những cái bài như thế này nè, ví dụ các cái bài căn bậc 3 của x gì đó, hay là cos x bằng x, hay là sin gì đó, thì các bài này thì các cái số liệu các bạn phải có thể dùng thêm cái máy Casio để hỗ trợ ha. Dùng thêm máy Casio để hỗ trợ để mình mới sắp xỉ, mình xem nó âm dương được. Đó chưa? Đó, chứ còn còn ở đây thì cái bài số liệu đa thức nó đẹp, mình nhẩm được. Nói chung là về để trả lời câu hỏi của bạn, hỏi có cách nào không, câu trả lời không, chọn ngẫu nhiên, không có cái lý thuyết nào hết trơn. Nhưng mà thường họ cho cái bài nó cũng dễ dễ để mình nhẩm được. Quan trọng là để xem thì cái cách mình vận dụng cái định lý về giá trị trung gian như thế nào thôi. Chứ còn người ta không đánh đố sinh viên ở cái chỗ là chọn cái khoảng như thế nào, không phải. À, đặc biệt là trong môn vi tính phân mục C, nếu họ hỏi thì họ hỏi phương trình nhẹ nhàng gì đó thôi, cùng lắm cỡ ABC vậy đó thôi, ngưng nha. Cái phương trình nhẹ nhàng. Rồi, chúng ta qua dành thời gian để qua cái dạng cuối là dạng thi thường hỏi nè. Và tôi cũng thường hỏi dạng cuối. Tại vì nó khó, chứ còn nãy dạng 1, dạng 2, dạng 3, dạng 4 thì nói cho nó thẳng thớm là tương đối dễ quá, hỏi ai cũng làm được hết 10 điểm cũng kỳ. Đôi khi phải có cái câu khó khó là câu khó khó trong đề. Rồi, nãy giờ nếu mà từ đầu giờ tới giờ mà có mệt mỏi thì bây giờ cũng ráng tập trung nha. Vì đây là dạng thi nè.
những năm. Tìm và phân loại điểm gián đoạn. Tuy nhiên khi học môn giải tích hàm mục biến, tức là vi tích phân mục xe, thì do cái tính liên tục của kiến thức thì đôi khi một số cái khái niệm vẫn dùng lại khái niệm ở phổ thông, ví dụ như giới hạn rồi tiếp theo là đạo hàm làm cấp 1 đó à. Nhưng mà bên cạnh đó thì đa số cái kiến thức mới và thi hầu như chỉ hỏi kiến thức mới thôi, chứ không cần gì phải hỏi kiến thức cũ gì hết trơn. Thức mới dự hỏi và cũng làm cho nó đầy đủ cũng rất là mệt mỏi rồi. Rồi, chỉ những lý thuyết lúc nãy đã tóm tắt rồi, mình làm bài tập thôi. Tìm và phân loại. Điểm gián đoạn. Của hàm số. Đi từ dễ tới khó, xét bài dễ trước. Tìm và phân loại điểm gián đoạn của hàm số này. Đó, đề như vậy xong rồi. Thì dĩ nhiên chúng ta thấy số liệu như vậy là nó nhẹ nhàng vì đều là đa thức. Nói đi nói lại từ đầu giờ tới giờ, từ đầu buổi hôm nay tới giờ thì cái yêu cầu là gì, yêu cầu cuối cả buổi hôm nay là gì, lát nữa mình thoát khỏi Zoom mình nghỉ, thì điều lưu ý duy nhất là gì, cho cái bài như thế này làm được là đạt yêu cầu nha, không có nói gì nhiều. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là các chị lại rút ra, các chị tự rút ra kết luận là cái bài liên tục hôm nay chỉ học dạng năm bốn dạng kia bỏ, không phải. Trời, cái đó là không ai nói nữa nha. Tại vì đối với bản thân tôi là tôi nghĩ bốn dạng kia là ai làm cũng được, cho nên ít hỏi thi thôi. Nhưng ví dụ mai mốt mà cuối học kỳ thấy cũng thông cảm với các anh chị, thấy mưa gió rồi dịch bệnh gì đó, có thể tôi hỏi dạng một cho nó dễ chẳng hạn. Nhưng lúc đó các anh chị đừng có la nữa, ủa sao ta thầy lúc mà thầy giảng thầy nói dạng năm mà mày thi thì ra dạng một, không phải nha, không có kết luận gì hết trơn á. Tôi chỉ nói là trong năm cái dạng bài tập về hàm liên tục, thật ra nói kết luận năm dạng cũng không đúng đâu. Các chị hỏi có dạng 6 không? Có. Dạng 7 có không? Có. Nhưng mà năm cái dạng nãy giờ là các dạng trọng tâm cơ bản đó, là điều thứ nhất. Điều thứ nhì là tôi nói là cái dạng 5 này là khi thi rất ít sinh viên làm được nè. Đó. Ít là ít theo nghĩa nào? 10 bạn bằng 2-3 bạn làm được à. Khổ vậy. Cho nên là tôi mới nhấn mạnh, là nhấn mạnh theo kiểu vậy đó, chứ không phải là tôi không có nói là bốn dạng kia bỏ, dạng này lưu ý, không phải vậy. Dạng này thì ở phổ thông chưa học chữ nào, bây giờ mình mới học nè, mình mới làm. Để cái cách viết bài, chỗ nào không hiểu thì hỏi, trường hợp nào trước cũng được, ít lớn 1 TH 1 đi cho nó rõ, trường hợp 1 đó mà. Fx bây giờ bằng 1 cộng x. Các chị hỏi ủa sao x lớn hơn hoặc bằng 1, mà ở đây thầy xét x lớn 1 thôi. Đúng rồi, cái kỹ thuật nó vậy đó, x lớn hẳn thôi, chưa xét vô bằng. Vô bằng xét riêng. 2 chấm là hàm sơ cấp. Nên liên tục. Hàm sơ cấp thì liên tục trên miệng xác định, phải không? Nhưng mà trong cái khung cảnh của bài này đó, về mặt nguyên tắc, nếu mà xét trong cái khung cảnh tổng quát nha, fx bằng 1 cộng x là hàm đa thức thì có miệng xác định là LR. Nhưng mà trong cái khung cảnh của bài này, cái 1 cộng x đó chỉ lấy khi x lớn hơn hoặc bằng 1, mà chúng ta đang xét trường hợp lớn hơn 1 đây nè. Cho nên là
Ở đây mình hiểu liên tục trên miền xác định, nhưng mà miền xác định là x lớn hơn 1 thôi nha. Cho nên liên tục tại mọi x lớn hơn 1, mở ông đơn là miền xác định của nhánh này, của nhánh này, cho nó rõ. Còn là dĩ nhiên cái ngoặc đơn đó mình khỏi trình bày cũng được, không cần ở đây, tôi giải thích thêm thôi. Còn đi thi chẳng hạn, mình viết tới đây là được rồi. Trường hợp 2, x nhỏ hơn 1, fx bằng 4 trừ x bình phương, cũng vậy luôn, là hàm sơ cấp. Này có phải yếu mật ra. Nên liên tục tại mọi x nhỏ hơn 1, liên tục trên miền xác định, nhưng mà miền xác định của cái nhánh này là x nhỏ hơn 1, cho nên chúng ta kết luận như vậy. Trường hợp 3, x bằng 1, bây giờ ý tưởng ở đây là chúng ta đi tính liên của fx x tiến về 1 cộng liên của fx x tiến về 1 trừ, rồi tính f tại 1, rồi so sánh, tính ba cái số hạng này rồi so sánh xem thử liên tục không. Nếu không liên tục thì gián đoạn loại gì, mình dừng cái đó, kết luận cái đó. Cái cụ thể nè, liên của fx x tiến về 1 cộng một cộng có nghĩa là lớn hơn một tí xíu, lớn một tí xíu thì rõ ràng mình lấy fx bằng 1 cộng x. Đây 1 cộng x. Rồi. Rồi vì 1 cộng x là hàm sơ cấp cho nên lim mình thế vô thôi. 1 cộng 1 bằng 2. Vì gx bằng 1 cộng x là hàm sơ cấp. Rồi mình giải thích thì giải thích ngắn gọn như vậy thôi. Đó là giới hạn bên phải. Giới hạn bên trái nè, liêm fx x tiến về 1 trừ, 1 trừ có nghĩa là nhỏ hơn một tí xíu. Chúng ta lấy nhánh thứ nhì ha, mấy cái này thì cơ bản với các anh chị rồi. X tiến về 1 trừ. Rồi. Và 4 trừ x bình là hàm sơ cấp, cho nên x tiến về 1 trừ thì thế x bằng 1 vô. 4 trừ đi 1 đem bình phương, dễ thấy là 3. Bản đơn vì hx, hoặc là mình viết vì y bằng cũng được, 4 trừ x bình là hàm sơ cấp. Rồi, số hạng thứ ba là f tại 1 nữa, phải không? Chúng ta nhìn vô đề bài, chúng ta thấy khi x bằng 1 thì lấy nhánh thứ nhất, phải không các anh chị? 1 cộng x, f tại 1 bằng 1 cộng x, ứng với x bằng 1. Như vậy các anh chị được 1 cộng 1 bằng 2. Các anh chị thấy lim bên phải là bằng 2, lim bên trái là bằng 3, nó khác nhau rồi.
Cho nên cái điều kiện để hàm liên tục tại x bằng 1 chúng ta thấy nó không thỏa. Nhưng mà giờ mình viết rõ điều đó ra. Dạ thầy ơi, dạ thầy. Hỏi đi. Dạ, cho con hỏi là ngay chỗ dòng f bằng f1 á, là có cái dấu gạch xuống rồi có chỗ x bằng 1 là có phải là một cái lưu ý trong trình bày gì không thầy? Trình bày như thế nào cũng được, nhưng mà về mặt toán học cho nó chuẩn mực thì đó là một cách viết. Khi trình bày bài thì tôi cố gắng là trình bày cho nó tương đối chuẩn mực về mặt toán học nhất có thể. Thì mình viết như vậy đó. À, ví dụ như ở đây với cái hàm họ cho như vậy thì họ bảo mình tính f tại 1. Tính f tại 1. Thì về mặt toán học họ thường trình bày cái này, không phải tôi nghĩ ra đâu, nhưng mà đây là cái quy ước trình bày của toán nói chung á, trong các giáo trình họ viết vậy đó, là bằng 1 cộng x ứng với x bằng 1, đọc là vậy đó, bằng 1 cộng x tại x bằng 1 à, chứ bây giờ mình ghi chữ tại chỗ nào ha. Cho nên về mặt toán học họ ký hiệu chỗ này, đúng ra là phải dùng thước kẻ cho nó ngay ngắn, nhưng mà nhiều lúc tôi cũng hơi ẩu kẻ tay. Rồi mình nói tiếp nè. Ta có fx liên tục tại x bằng 1. Nếu và chỉ nếu lim fx x tiến về 1 cộng bằng lim của fx x tiến về 1 trừ bằng f tại 1. Bây giờ các anh chị thế vào x tiến về 1 cộng mình thấy là bằng 2, x tiến về 1 trừ mình thấy bằng 3, thế chưa? Còn f tại 1 là bằng 2. Rõ ràng mình thấy đẳng thức này không đúng, đẳng thức này sai. Sai, cho nên không liên tục được. Nên fx gián đoạn. Tại x bằng 1. Thật ra nguyên cái phần vừa rồi, tức là nguyên hơn gần 2 trang giấy vừa rồi đó, thì chúng ta có thể nói cái ý đó là đi tìm, tìm điểm gián đoạn đó. Gọi là bước 1 á. Bước 1 tìm điểm gián đoạn. À, như vậy thì để tìm điểm gián đoạn các anh chị thấy đó, mình lý luận chặt chẽ dựa vào cái định lý 1 ha. Đó, à, trang này. Rồi bây giờ tới chỗ đây. Mình mới kết luận được cái gì? Mình mới kết luận là nên fx gián đoạn tại x bằng 1. Rồi, bây giờ qua bước 2, dấu sao thứ nhì, bước 2. Hỏi đi. Mình tìm hai cái giới hạn trên dưới mà nó khác nhau rồi, mình có cần phải mình bỏ qua cái bước mà mình thế một cho cái hàm số được không thầy? Đúng, đúng. Đó thì ở đây thật ra tôi diễn giải theo cái nghĩa là nó nhẹ nhàng. Chứ còn thật ra mà cho nó gọi là về mặt toán học á, ha, về mặt toán học thì bạn nói đúng đó. Thật ra mình chỉ cần cho đây mình nói nè. Lim bằng 2 bằng tính 2, cái bằng lim tới đây bằng 3. Mình tới đây mình kết luận vậy, lim bên phải khác lim bên trái, suy ra lim của fx x tiến về 1 không tồn tại. Mà nó đã không tồn tại rồi thì cái ba cái điều kiện mà ở phía bên trên mình nói đó, nó đâu có thỏa mãn đâu. Cho nên tới đây mình suy ra lim này không tồn tại thì suy ra hàm gián đoạn tại x bằng 1 ngay. Tốt, cái đó tốt á. Ở đây tôi đây là một cách trình bày, nhưng mà dĩ nhiên như bạn vừa thấy đó, thật ra cách trình bày này về mặt toán học là nó chưa phải tốt nhất đâu. Nó có vẻ hơi dài dòng cái bước này có thêm à, còn nếu mà gọi là cho nó vừa đủ thì nói như bạn đúng đó. Cảm ơn. Ở đây giống như tôi diễn giải, đôi khi một số bạn có bạn này bạn kia, có nghĩa là có những bạn họ hay quen bài nhiều, thì mình nói từ từ một chút. Nhưng mà
ý của bạn phát biểu vừa rồi đúng đó, về mặt chặt chẽ thì thầm đúng như vậy là nó vừa đủ. Rồi bây giờ phân loại nè, phân loại thì chúng ta thấy là cái lim bên trái, lim bên trái mình tính được bằng 3, lim bên phải mình tính được bằng 2, nhưng mà hai cái lim một phía là có và hữu hạn rồi đó, cho nên theo định nghĩa thì chúng ta thấy rằng là x bằng 1 là điểm gián đoạn loại 1 thôi. Mình nói nè, vì x bằng 1 là điểm gián đoạn của f(x) và cả hai giới hạn một phía, và cả hai giới hạn một phía là lim của f(x) x tiến về một cộng lim của f(x) x tiến về một trừ đều tồn tại và hữu hạn. Đều tồn tại và hữu hạn. Nên x bằng 1 là điểm gián đoạn loại 1. Rồi, như vậy chúng ta đã hoàn thành bước thứ nhất là tìm điểm gián đoạn, bước thứ nhì là phân loại điểm gián đoạn. Chúng ta minh họa một cái ví dụ vừa rồi coi như minh họa điểm gián đoạn loại 1. Bây giờ mình xét thêm một ví dụ mình minh họa điểm gián đoạn loại 2. Sau đó chúng ta kết thúc cái buổi học, rồi chúng ta làm cái bài test nhỏ là được. Vậy ha. Tìm và phân loại. Điểm gián đoạn. Của hàm số. Fx bằng e lũy thừa 1 chia x trừ 3. Cái ví dụ lớp mình học là hoàn toàn mới, không có giống với ví dụ của lớp nào, cho nên là các anh chị cũng nên tham khảo thêm các cái ví dụ của các lớp khác, để đặc biệt là cái dạng 5 này, tham khảo dạng 5 thêm để cho các bạn các lớp khác cũng hay. Mình là không có thể ngồi một lớp mà giảng hết tất cả các dạng vì thời gian nó không đủ. Dạ. Bài số 1 vừa rồi thấy nó đơn giản nhưng mà nói thì nó lại dài, trong khi cái bài này thấy nó lại khó nhưng mà nói nó ngắn hơn. Nói ngắn hơn, xem cách nói nè. Bước 1 là tìm. Tìm cái gì? Tìm điểm gián đoạn á. Tìm điểm gián đoạn. Vì fx bằng e lũy thừa 1 chia x trừ 2 trừ 3 trừ 3 là hàm sơ cấp nên
fx liên tục. Trên miền xác định. Nên fx liên tục trên miền xác định. Do đó fx chỉ gián đoạn tại những điểm mà fx không xác định, chỉ gián đoạn tại những điểm mà nó nằm ngoài miền xác định thôi. Có nghĩa là chỉ gián đoạn tại những điểm mà fx không xác định. Vậy fx gián đoạn khi và chỉ khi cái hàm này mà các anh chị thấy không xác định thì rõ ràng là biểu thức dưới mẫu đã bằng 0 thôi chứ có gì đâu. X trừ 3 bằng 0. Cho nên chúng ta có duy nhất một điểm gián đoạn là x bằng 3. Bây giờ tiếp theo mình phân loại nè. Bước 2. Phân loại điểm gián đoạn. Để phân loại thì như lúc nãy đã nói các anh chị đó, mình đi tìm lim của fx. X tiến về 3 cộng. Rồi tìm lim của fx. X tiến về 3 trừ. Rồi kết luận. Rồi, bây giờ mình đi tìm nè. Lim của fx. X tiến về 3 trừ. Bằng lim của e lũy thừa 1 chia x trừ 3. X tiến về 3 trừ. Cái lim này đôi khi tính không được đó nha. Hồi nãy tôi có nói các anh chị là bảo cái dạng bài này nó lạ với nhiều bạn, đặc biệt là khi đi thi. Các anh chị biết lạ là sao không? Ví dụ cái lim này tính không có được à, nó sai là sai. Cái nó bị kẹt là kẹt cái chỗ giới hạn á, chứ không phải là kẹt cái chỗ phân loại. Hiểu được không? Kẹt cái chỗ giới hạn. Giờ chúng ta bởi vậy cho nên là mới khi giảng bài tôi hay kẻ trục số để chi để mình hiểu rõ cái bản chất vấn đề. Còn dĩ nhiên tôi thấy thỉnh thoảng có một số bạn cầm mấy Casio ra rồi bấm thay x bằng 2,99 thì cũng được, đó cũng là một cái kỹ thuật để mình đoán á. Nhưng mà nên hiểu rõ bài, tức là về mặt hình học hơn à. Lớn hơn hoặc bằng 3 mình bỏ. X dưới này tiến lên. À, nhưng mà bản chất là x nhận giá trị rất gần 3, nhỏ hơn 3 tí xíu. Ví dụ 2,999 à, thì lúc này chúng ta thấy là x trừ 3 sẽ là trừ 0,001. Và con số này trong toán có ký hiệu đó là không trừ. Hiểu không? Bởi vậy cho nên ở đây bằng e lũy thừa, không viết lại chữ lim nữa, bắt đầu mình bây giờ mình thế bắt đầu thế vô rồi. X trừ 3 sẽ là không trừ. Hiểu không? Rồi tiếp, 1 chia không trừ là trừ vô cùng. Và e muốn trừ vô cùng thì sao đây? E muốn trừ vô cùng thì sao? Bây giờ giải thích, có hai cách giải thích. Cách thứ nhất là tương đối chính thống là dùng cái đồ thị của hàm mũ e mũ x y x o
Đồ thị có hàm y bằng e mũ x tương đối. Các trục tung tại điểm tung đồ bằng 1, nhận trục hoành làm tiệm cận ngang. Các chị biết rồi, ở lớp 12 biết rồi. Trên đồ thị bây giờ lấy điểm M có hoành độ bằng x. Tung độ là E mũ x. Bây giờ các anh chị cho cái giá trị x này chạy về trừ vô cùng đi. Chạy về phía trừ vô cùng đi. Thì điểm M rõ ràng chạy dọc theo đường cong xuống phía dưới. Tương đương với E mũ x ở đây, rõ ràng nó càng ngày nó càng chạy về góc tọa độ. Phải không? Cho nên cái chỗ đó mình viết làm sao? X tiến về trừ vô cùng thì kéo theo E mũ x rõ ràng tiến về không. Thay vì viết như thế này, mình viết là lim của E mũ x x tiến về trừ vô cùng bằng không. Bởi vậy cho nên các anh chị mới biết làm sao không? Các anh chị hỏi cái chuyện nhớ đồ thị đó nó có quan trọng không? Câu trả lời là quan trọng đó. Ít nhất là những cái đường cơ bản E mũ x rồi một chia x rồi sin x cos x tan x ha. Đó, những cái đường cơ bản cố gắng nắm chút. Môn vi tích phân mục C tôi đã nói rồi đó. Thật ra về mặt kỹ thuật thì các cái bài tập thì không có quá khó về mặt kỹ thuật. Nhưng mà những cái bài như thế này thì thật ra dễ nhất rồi, vì nó đâu có bài nào dễ hơn. Rồi các chị thấy là như vậy, cái lim này ký hiệu như vậy. Và cái giá trị này đôi khi còn ký hiệu lại là E mũ trừ vô cùng đó thôi. Hả chưa? Là một cách nói. Bây giờ cách nói thứ hai. Cách giải thích thứ hai nhẹ nhàng. Tại ví dụ như mình thấy 2 mũ trừ 1 đó là 1 phần 2 là 0,5 rồi. 2 mũ trừ 2 là 1 phần 4 là 0,25 rồi. 2 mũ trừ 3 là 1 phần 8 0,125 rồi. Đó. Như vậy chúng ta thấy 2 mà lũy thừa càng lớn thì cái giá trị của nó càng ngày càng gần số 0. Mà E thì chúng ta biết rằng là gần bằng là 2,7. Cũng như vậy thôi. Lũy thừa âm mà có trị tuyệt đối càng lớn thì các anh chị thấy rằng là cái giá trị của nó càng gần số 0. Còn không thì mình nói nhẹ nhàng là bây giờ mình nói nè, E mũ trừ vô cùng bằng 1 chia cho E mũ cộng vô cùng à, cũng được là một cách nói. Mà E mũ cộng vô cùng, E là 2,7 mấy, 2,7 mấy mà lũy thừa một số dương rất lớn thì chắc chắn là một số dương rất lớn rồi. 1 chia cộng vô cùng là 0. Đó là một cách nói. Còn không thì mình nhìn trên đồ thị này mình cũng thấy nè. Thấy không? Nhìn trên đồ thị thì chúng ta thấy ngay rằng là hoành độ là x, tung độ là E mũ x. Bây giờ khi cho hoành độ x này chạy về cộng vô cùng thì các anh chị thấy là cái điểm M, điểm N nó sẽ chạy dọc theo đường cong lên phía trên. Tương đương với tung độ của điểm N là E mũ x, rõ ràng nó chạy ra cộng vô cùng với gì nữa. Phải không? Cho nên chúng ta có kết luận nhẹ nhàng là E mũ cộng vô cùng bằng cộng vô cùng. Cái chỗ đó thì đa số các anh chị đều thấy, nhưng mà E mũ trừ vô cùng đôi khi một vài bạn không để ý là không nhớ nha. Chỗ này đôi khi mình còn gặp lại nó nữa. Gặp lại ở đâu vậy? Ví dụ trong cái phần tích phân suy rộng sẽ gặp lại. Rồi mình mới tính có một cái giới hạn một phía, nãy giờ giải thích cái chỗ E mũ cũng hơi mất thời gian. Bây giờ lim của fx x tiến về 3 cộng bằng lim của e lũy thừa 1 chia x trừ 3 x tiến về 3 cộng. Ba cộng có nghĩa là
bé hơn hoặc bằng 3 mình bỏ hết đi. X là con số từ trên này tiến xuống. X nhận giá trị rất gần 3, lớn hơn 3 tí xíu ha. Mà tí xíu là bao nhiêu? Ví dụ như X bằng 3,0001. Cho nên suy ra X trừ 3 là 0,0001. Là con số này trong toán họ ký hiệu là không cộng đó ha. Cho nên ở đây là bằng E lũy thừa 1 chia 0 cộng. Mà 1 chia 0 cộng là cộng vô cùng. Mà E muốn cộng vô cùng vừa nói xong chính là cộng vô cùng. Đó nè. Như vậy trong hai giới hạn một phía, chúng ta thấy là giới hạn bên trái nó bằng có và hữu hạn, nhưng mà giới hạn bên phải các chị thấy có nhưng mà không hữu hạn, phải không? Cho nên là không thể là điểm gián đoạn loại 1 được, mà không thể loại 1 thì là loại 2 đó thôi. Mình nói vì lim của fx x tiến về cộng vô cùng, xin lỗi, x tiến về 3 cộng, cộng là cộng vô cùng, tồn tại nhưng không hữu hạn. Tồn tại nhưng không hữu hạn. Nên x bằng 3 là điểm gián đoạn loại 2. Theo dự lớp mình mai mốt tôi hỏi thi chẳng hạn, thì trong câu trong đề thi nếu có thì cái kiểu mức độ vậy thôi. À, tôi có thể đổi cái hàm e mũ 1 chia x trừ 3 thành e mũ x trừ 1, 1 trên x trừ 1 là e mũ 1 chia x cộng 2, đại loại vậy. Thế như thấy vậy nhưng mà nhiều lúc rớt nhiều lắm á nha, không biết vì sao luôn. Gián đoạn loại 2. Ở đây mình kết thúc bài viết và cũng kết thúc luôn cái buổi học ở đây. Bây giờ là 10 giờ 11 giờ 22 rồi. Và chắc 10 hơn 10 phút đi, 32 35. Bây giờ 11 giờ 35 chúng ta sẽ làm bài test hôm nay. Các cái câu nó cũng tương đối trực quan, dễ, cho nên chúng ta sẽ làm 10 câu trong 10 phút. Để các 10 câu hết thầy. 10 câu nhưng mà nhìn thấy ngay, nhìn cái hình thấy ngay. Các lớp khác cũng vậy thôi. Trắc nghiệm hay tự luận vậy thầy? Trắc nghiệm. Đâu tuần trước mình cũng trắc nghiệm á chứ, nhưng mà tuần trước thì mình trắc nghiệm kiểu điền đáp số. Còn hôm nay thì mình trắc nghiệm kiểu lựa chọn, nhưng mà đừng có trao đổi, đừng có hack cái bài kiểm tra của tôi nha. Cố gắng làm trung thực. Ở đại học mình làm cho nó đàng hoàng. Chứ còn ở đại học mà mình tìm cái cách mình lách này lách kia là đi không có xa đâu. Đi không xa có nghĩa là cùng lắm mình học tới năm 2 là mình ngưng à. Còn muốn học cho nó đàng hoàng thì muốn đi xa có nghĩa là muốn học hết đại học rồi lên cao học rồi học tiến sĩ. Muốn đi xa phải học đàng hoàng. Còn cái cách mà mình tìm cách này tìm cách kia thì nó không ổn, vì lâu dài nó không tốt được. Tôi tin tưởng các anh chị thôi, tôi hoàn toàn tin. Rồi tạm ngưng cái zoom thì các anh chị để đó nha, đừng có thoát ra. Tôi tạm ngắt cái xe bài thôi, với dừng ghi hình. Recording stopped.